Chả xào chanh rất là ngon mọi người ạ. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm món này nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, khi mọi người có cuốn cẩm nang pha chế đồ uống này thì mọi người sẽ tìm mục lục là món trà xoài chanh ở trang 85. Đấy, ở trang 85 ra. Đây rồi. Công thức trà xoài chanh với các nguyên liệu bao gồm trà nhài 100ml, mứt xoài 20, chanh 15 và đường 20ml. Mọi người sẽ cho toàn bộ nguyên liệu vào bình lắc, lắc đều rồi đổ ra ly. Đấy, tôi sẽ làm theo nhá. 100ml trà nhài. Tiếp theo, nếu như trà đang nóng thì mọi người nên cho đá vào trước để sốc nhiệt, không nên cho chanh vào thì chanh sẽ làm cho trà của chúng ta bị đắng mọi người nha. Tiếp theo, mọi người sẽ cho vào là mứt xoài 20ml mứt xoài, đường 20ml, nguyên liệu tiếp theo đó là chanh tươi. Chanh tươi ở đây mọi người sẽ sử dụng giúp mình là 15ml chanh nha. 15ml chanh thì tương đương khoảng một quả mọi người nha. Wow, món này ra màu rất là đẹp mọi người ơi. Bây giờ thì tôi sẽ để co thêm chanh tươi và xoài. Hạt nó chanh tươi và xoài. Đấy, rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món trà xoài chanh rất là thơm ngon rồi cho mùa hè. Xin chào và chúc mọi người thành công.